Ok, nhưng chúng khi em đăng tiền đã video mới đi cứ mê riêng về point. Ok. Chân. Bây giờ nghe với dân mạnh. Ok, những lúc bị chạm tới thì dân vỡ. Nhưng click mạng cái đá. Ok, click mạng cái đá. Nhưng vô top. Click mạng cái đá lên top tới hay nhầm cục. Splash những thứ họ. Nhưng oh no. Dân cư straight của bạn đấy. Và dân vô sẽ mở cú pen click má hay nhầm cú mình mùi má. Ok, dân vô đấy hay click dân cú khẳng đi mùi tiết các bạn check các bạn này. Ok, dân đấy click nhưng tôi mơ nơi là perspective. Ok, là perspective. Chân dương perspective mà dương chấp vào đảm select. Dương dương line selection hay dương select point. Dương select từng pi đường máu pi này. Ok, hay dương dương mesh. Mesh nè. Mesh command create point hay dương well. Ok, dùng vẽ dùng khơi và ta từng pí cứ chọc khnề hai ở nơi chung lại từng pí cứ mà chọc khnề đại sa spear này à lên cái viên mình toàn chọc khnề tì ta dùng vô chung lại nơi mà chọc khnề cái này nè ao chung lại từng pí này khai thì chỉ chung lại tại mũi cứ dùng brow vẽ thôi nơi chung ngay và bài này có bạn này. Ok, chân dùng click khnề dùng ấn click cái đá lấy cái này dùng click cái đá là đi ruột tại cái đá là đi ruột mà cái đá này chân nhầm chân ao và toàn lơ đi toàn mũi nắng ruột mà khnề chúng nhầm click lại đi. Ok, click mà chúng về ruột mà đây dừng khơi một tạt tiếng pi chọn cái này lại thì chỉ một tạt tại mùi tại xa dừng para well point. Ok, ní đủ tiếng hò mùi đây dừng và cao đủ tiếng hò mùi tiết đại chó lúc để ly cháo hơi dừng và cao cube mình cube. Ok, nhầm tiền đấy chẳng ai tích hay dừng và cao cube mình tiết. Ok, bài này tới. Nhưng tôi lại chụp tiếng phí, hai bấm lại như ai tới chia editable object, C. Chọn C, editable object. Hai nhầm pra line selection. Ok, nhầm tôi lại muối, chọn C, select mũi tiết. Ok, nằm bấy pra well, đúng ra thì dân select lơ point P, đây là chẳng ai khả chẳng bằng cả đôi point pi này chẳng ai khné khai thì chỉ point tại muối lúc ra thì dùng select point từ pi đường sân rồi hai cho mesh. Ok, create point nó create tool hai dùng vô well. Ok, dùng well ta dùng ao về ruột từ chấm này nè dùng lên trên cái đá các bạn này dùng click lên chấm cái đá đi về ruột từ từng pi. Ok, dùng mà đoan tiết mũi ní hai chạy xí select mũi ní dừng right click các bạn, chân dừng right click hay dừng rồi bịa vẹo, ok ní vẹo, click vẹo, chúng mình cần đào đây sai chúng mình dừng phải chúng mình cần đào rồi hết chân vô chúng mình cần đào này, thì chân point tại dương ban bằng cả đi, bằng vẹo đi cứ chỉ point tại mũi tí, bên main point p tí, ok main point tại mũi. Và ok, dân ban point đã được chọn cho mùi đến khả nề. Đã chọn cho mùi đến khả nề. Hàng khả nề đối khả nề đây, dân chọn pra vía. Chọn xí mở. Đấy, click well. Ok, dân này cần đào miền. Ok, chẳng dân ai thử bài profit ni. Dân cầm đoạn về bán, dân đang mùi chung nói tiết, đây dân toàn bán chung nói. Ok, chẳng dân select một đoạn tiết. Ní, còn là bà ca bằng 2, ví well, đây chân thua bài mày. Ok, right click, hai, well. Hai, click mạng. Mày ở bên mà chỗ này. Ok. Point B, nơi lưu chung lạch tại mùi. Ok. Ok, ní, cứ để tôn chung mình đừng vẽ. Đây, cụ bàn bằng hai. Hai, dân thả lúc rưu nhầm chân vô, à point ní mà đạt lưu point mùi ní. Ba nơi khả ní. Ok, dân select lưu point mùi, hai, select lưu point mùi tiền. Chọn select. Ok, right click. Well.
ok dân mình chụp lệnh đi cái đà tay dân mình chạy chụp lệnh đi đảm bảo về mặt đá chụp lệnh nè thế dân không thay dân vô bạn vì chụp lệnh đi ok ok chân xong làm video của anh ấy cứ mình chọn trong đăng hỏi